bác đến nè. Bác nhìn cây hoa giấy của em nở hoa kinh khủng. Có nghĩa là từ lúc mà miền Bắc mưa dầm mưa dề cách đây gần tháng rồi đến giờ là nó nở rực rỡ luôn. Bắt đầu nở là gặp mưa. Đấy, có đáng buồn không bác? Kiểu như là sinh thời không gặp bệnh các bác, sinh không đúng thời, kiểu như dạo này đang xem Tam Quốc à? Kiểu như là gia cát có tài nhưng mà không gặp thời. Đấy, thì cũng có video muốn quay chia sẻ với các bác cây hoa giấy kia ở bên cạnh cây ổi này. Đấy, để cho các bác thấy là dù mưa tầm mưa tã nhưng mà hoa vẫn luôn rực rỡ và rất lâu lâu tàn nha các bác nhé. Cơn mưa vẫn lại đang kéo đến kìa, dự là khoảng 50 phút nữa thì lại mưa như chút các bác nhé. Đấy, có tí cơn mưa nó che cái mặt trời phía này, đỡ chiếu camera thì quay cây ổi nó mới lên một tí thôi. Mà mục đích chính là quay cái hoa giấy kìa, không phải là cây ổi. Cây ổi này sẽ là một quay đàng hoàng quay. Ở đây bị mất cái cầu, mắc ở đây sao? Mấy người mua cái cầu chắc mất mấy lít. Nào sẽ quay, làm cái cầu hoàn thiện quay. Bác nhá, rất yêu quý cây ổi này. Đấy, chưa cơn mưa thì kéo tới đen nhưng mà bên này vẫn nắng. Tí nữa là chạy tê tét luôn mưa. Cố gắng sống khỏe nha, mấy tháng nữa lại ăn chơi lại đẹp dỡ hết đi. Đấy, xa tầm 5 mét mới nhìn thấy các bác nha. Tiểu cành thì ngủ hụ, tiểu cành thì tiếc đá nước mà hụp lặn trong phân rồi, phân trâu rồi. Chờ ngày bung lộ. Đấy, chén được mấy quả của nó chín rất thơm quá. Ổi rất thơm, ổi thóc rất thơm, quả rất nhỏ. Thời thế đã, bây giờ chuyển sang nhân vật chính trong này. Đây, cái chùm này chùm nở đầu tiên, cách đây khoảng 1 tháng rồi, rụng hết rồi. Để tiếp tục những cái đầu này tiếp tục ra, chùm này là tiếp theo chùm này nhưng cũng được lúc tàn rồi. Này nhá, buông xuống rất kinh. Thì cái nguồn gốc của cái cây hoa giấy này này các bác này, tức là em cũng đã có quay video mà cách đây khoảng hơn một năm gì đấy là em nhặt được cái cây này, nhặt được cả cây lên chậu. Nhưng mà trong cái quá trình mà trở về thì cũng là trong một ngày mưa thì bị vỡ một cái chậu sứ Bát Tràng khá là to nhưng mà nó vỡ. Thì của một cái nhà nào đấy người ta vứt đi, là một góc chợ vứt đi. Thì mình thấy nó rất là hay, mang về cái cây đẹp như này vẫn còn nguyên chậu mà nó vứt đi, không hiểu là vì sao. Mà cái trong cái video chơi cách chơi cây không đồng của em là có cây này không, gốc kia rất to ấy. Hiện tại đang chơi hoa đã các bạn. Trước em rạch một đường lũa ở đây trên xuống bên kia đó. Hoa thì rực rỡ. Ngày trước nó là rất nhiều thân to ở đây nhưng mà em cắt đi. Chỉnh quay hai thân chính về đây. Đấy, chỉnh quay hai thân chính nhá. Đấy, hoa
giấy này lên 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 ví dụ lên lên phim lên ảnh đẹp không bác, cái màu nó trên ngọn này tiếp tục ra này. Đấy, nếu nó ra cùng một lúc sẽ dập cây luôn, được cái nó cũng khá là lâu tàn hoa giấy này. Mặc dù gặp mưa quá nhé, chỉ có khi nào nó thối đi nó rụng thì mới hết, chứ còn nó rất là bền. Này các bác này, này chân bệ cũng có nha, sống trong chậu rất lâu năm, rất là bề thế đấy. Đó, chiều mưa kìa các bác, nhìn cơn mưa không hề nào đúng, hoa vẫn nở, mặc dù không gặp thời nhưng vẫn rực rỡ. Đó, sau này sẽ tạo dáng cây này thì sẽ khoe các bác tiếp. Bây giờ là khoe hoa, vì là một trong những cây mà em nhặt được và không mất một đồng nào. Chậu thì cũng chậu sẵn. Đấy, chứ mua cây này thì ít ra phải có tiền chứ đúng không ạ? Chứ chẳng ai cho cây này. Ra chợ là phải mua rồi. Đấy, mà lại hoa như thế này, buông từ ngọn buông xuống này. Đấy, có đáng để chơi không? Rất đáng. Hoa giấy các bác nhé, hoa giấy bất kể là loại nào trồng rất là dễ, thậm chí dâm cảnh sống, vùi qua qua sống. Có điều là để muốn nó nở hoa thì cho ra nắng, cho ra nắng nhé, cho ra nó ra nắng, nó có tiếp xúc ánh nắng nhiều nó sẽ ra hoa rất là nhiều. Và để nó cằn cỗi một chút, sống trong chậu là hợp lý nhất. Đấy, thả ngoài nó cũng sẽ có hoa nhưng mà nó mất thời gian hơn và nó phá rất là to. Rồi, tiếp theo là cây chanh này. Cây chanh này thì có một điều là cái đợt nắng nóng vừa rồi thì nó rất là tệ, bởi vì là nó thậm chí những cái quả này nó bị héo tóp, cây hôm nào cũng trong tình trạng rụng lá. Thế bây giờ là đã xanh tốt và quả vẫn không mất đi, vẫn tiếp tục ăn quả được và ra lộc các bạn ạ. Rất là sướng, chơi cây mà rất là sướng. Cái mùa này chỉ có hoa mùa này là không hợp lý đâu. Đấy, gốc to bằng bắp chân, quả này mùa cũng xứng đáng đúng không? Không chơi được bonsai thì cũng chơi cây quả, ăn quả ăn lá, ăn quả ăn lá. Một cái điều đáng tiếc nữa là cây mộc các bác cũng chắc chơi cũng biết, riêng cây mộc chỉ cần nở một cái hoa mắt hoa thôi, một cái hoa trong một chùm hoa thôi nhé, là đã cả khu nhà đã có mùi thơm rồi. Đấy, thì sáng nay trồng cái cây roi này thì cứ thoang thoảng thơm quen, để ý ra hóa ra mộc đã nở hoa ở đây. Tất nhiên nó còn nở ít thôi, một số đâu đây còn có nữa này, bên này một tí nữa, nhưng mà thơm vô cùng, rất thơm, rất dễ chịu. Đấy là người ta yêu mộc cái chỗ đấy, nó làm cho cả cái không khí nó dịu mát thơm. Còn cây hoa giấy này cũng sẽ hứa hẹn một cây giấy tím Huế. Đây là tím Huế chuẩn, cây kia không phải là tím Huế đó, cũng tím thôi nhưng giấy ta. Đấy, cái cây rất là mạnh trong tương lai. Con này đang phôi, đang phôi thôi. Con này đang phôi ở dưới gốc khác. Về toàn là nhặt được không? Tất cả những cây hoa giấy của em đều là nhặt được. Nhặt được các bạn. Thôi, mưa rồi, phải chạy thôi các bạn. Đấy, dự đoán không nhầm, đúng là tầm 5-10 phút là mưa. Con này sắp ăn rồi đấy. Ủi, khuyết tật. Quả to bằng nắm tay. Bây giờ là phải làm miếng ổi đã.
Chắc 10 cái bắp. Cứ mưa mà ngắm cái cây ổi này trong mưa thì cây cối mà cành được nước ấy, thì cái da nó lên màu rất là đẹp. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bác nha.